Chào tất cả các bạn đã quay lại với clip tiếp theo của mình. Hôm nay mấy anh em mình tổ chức làm biểu nha các bạn, làm bắt ốc mà bắt, nói chung là bắt hải sản các bạn. Và đặc biệt là mình sẽ tìm con cá mặt quỷ và bắt về chia sẻ các bạn cùng xem. Mình sẽ lặn theo cái bờ biển này các bạn. Ở đây là tấm biểu ý tưởng nè. Tấm biểu này có nhiều con clip của mình. Hy vọng là hôm nay sẽ có nhiều cái mặt quỷ để mình bắt và quay cho các bạn xem. Còn đây là hai thanh niên đang chuẩn bị đồ. Về các bạn thấy hay thì nhớ ra share và subscribe ủng hộ mình nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Thank you.
Hãy
Thank you.